Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều bi tuổi thơ con thả trên đồi. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người. Chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về dợp bướm vàng bay. Quê hương là con diều bi tuổi thơ con thả trên đồi. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nỗi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không
con về, mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành, dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha. Tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện, làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành, dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Có thể nói lễ mừng thọ cho các cụ người cao tuổi không biết có từ bao giờ và bắt đầu từ đâu. Nhất là vào những ngày đầu xuân mới, trên khắp các làng quê Việt Nam đều có tục lệ mừng thọ. Phải chăng tục lệ này bắt nguồn từ truyền thống đạo lý yêu già, già để tuổi cho? Từ ngày đất nước đổi mới, cuộc sống vật chất khấm khá hơn, thì việc tổ chức mừng thọ cho các cụ người cao tuổi càng được xã hội, gia đình chăm lo chu đáo, mang đậm chất nhân văn, giàu tình người hơn. Việc tổ chức mừng thọ thường diễn ra vào những ngày đầu xuân mới, mọi người mọi nhà được quây quần sum họp. Tùy theo phong tục từng nơi, nhưng về đại thể, lễ mừng thọ thường do con cháu tổ chức riêng, rồi mới cho con cháu rước ra nơi tập trung của làng, của xã. Nhưng cũng có nơi, con cháu chỉ đến chúc tụng, nói những lời tốt đẹp, biết ơn, mong bậc cha mẹ, ông bà hưởng thọ. Dẫu tổ chức long trọng hay đơn sơ giản tiện, lễ mừng thọ hàng năm vẫn là nét đẹp văn hóa của một dân tộc, trọng đạo, trọn vẹn, nghĩa tình. Người Việt Nam ta vốn rất trọng các bậc cao niên. Lời chúc đầu năm bao giờ cũng đề cập đến ước nguyện sức khỏe, sau mới đến tiền tài, danh vọng. Sức khỏe là điều kiện của tuổi thọ là điều quý giá nhất của một đời người. Biết ơn công cha mẹ và những người thân trước hết là việc thể hiện, việc cầu mong ở các bậc ấy hưởng thọ sống lâu với mình và xã hội. Điều ấy làm cho người cao tuổi mãn nguyện và người trẻ cũng yêu đời hơn. Còn nhớ xưa kia, việc của làng xã chiếu trên của đình bao giờ cũng dành riêng cho sắc và người cao tuổi. Lời nói của tiên chỉ già làng nhiều khi còn có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn cả hàng chức sắc. Do vậy, sống thọ
cũng là ước mong chính đáng của con cháu họ hàng đối với người thân của mình. Ngoài ra, người ta quan niệm sống thọ không chỉ là sức khỏe của một con người mà còn do phúc ân của tiên tổ để lại. Một người thọ bách tuế là biểu hiện của nhiều thế hệ sống đạo đức và nhân văn. Thật hạnh phúc biết bao khi sang một mùa xuân mới, con cháu bạn bè chúc mình sống lâu muôn tuổi. Con người sẽ được tiếp thêm niềm vui và sinh lực khi biết sự tồn tại của chính mình có ích và là ước mong của nhiều người. Người xưa nói thọ là một trong ngũ phúc gồm khang ninh, phúc, lộc, thọ mà con người hằng mong muốn. Vì vậy, việc tổ chức mừng thọ không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng hiếu đễ với ông bà cha mẹ, mà còn nhân lên nét đẹp văn hóa kính già trọng lão trong cộng đồng dân cư. Chúng ta trân trọng và giữ gìn ngọn lửa nhân văn ấy cho muôn đời sau. Uống nước nhớ nguồn,
mẫu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ thị nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha sống vui an lành, cháu con sum vầy hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên. Con chúc mừng mẹ cha phước như đông hải, họ tỷ nam sơn gia đình đoàn viên.
xuân đến, xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những ngả mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Chúng ta vào cả trong sân đường biểu diễn trung vinh trong buổi sáng ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng và kính mời. Kính lão đắc thọ,
kính già, già để tuổi cho. Bởi vậy, mỗi người thêm một tuổi là thêm sự tồn vinh cho gia đình và xã hội, họ hàng. Việc chúc thọ hàng năm là thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông, bà và thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lớp người cao tuổi. Kính già, cọc thọ là truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với lớp người cao tuổi. Cùng với việc chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ hàng ngày, đó là truyền thống tốt đời đẹp đạo của người dân Việt Nam ta. 2018 tức ngày 4 Tết năm Mậu Tuất, Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa đình Vĩnh Phúc tổ chức long trọng buổi lễ chúc thọ cho các cụ cao tuổi của thôn nhà. Để buổi lễ được bắt đầu, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời cụ Dương Xuân Lợi là cao niên trong làng vào trong nhà đèn thắp hương để buổi lễ chính thức được bắt đầu. Xin trân trọng kính mời cụ. Di tích lịch sử đền Vĩnh Phúc đình quốc gia đã được công nhận quốc gia năm 1910. Chúng tôi xin phép được làm việc cùng kính thưa các cụ. Đền di tích lịch sử đình Vĩnh Phúc xã Quỳnh Giang, về di tích con người và di tích vào cuối đời Trần, nhà nước phong kiến Đại Việt gặp nhiều khó khăn và lâm vào khủng hoảng giặc giã từ cuối phá Trường Chiên. Cả nước trông vào hàng văn võ là chỉ có Hồ Tùng Phúc, Đỗ Tứ Bình, hàng võ trước sau chỉ có Hồ Phi Ly để đối phó quân giặc. Nhà vua Trần Nhà Tông đã quyết định làm cuộc Tây Thảo động binh cả nước đánh giặc Ai Lao, giặc Cỏ, Cao Man, Hà Bổng để bảo vệ biên thủy phía Tây của Tổ quốc. Cùng thời kỳ ấy, ở Tây Sơn Đạo, An Đức của An Lũng Huyện, Lũng Hòa Trang, có nhà hào kiệt Phong Thế Đức Hậu, Lý Đảo Lâm, Sơ Võ Đăng Môn cùng bà Trương Thị Loan, Thế Thành Chân Lạc đều có sớ thiên tâu hòa hảo và hòa hữu. Chỉ riêng bọn Hà Bổng không chịu khuất phục quốc quan quân nhà Trần và Tương Đảo Văn Khâm đã truy đuổi quyết giặc đất sạch bọn giặc Hà Bổng, tiến về Nam Định, qua Sơn Nam, Trấn Hải, Thái Bình, tỉnh huyện Quỳnh Côi, đến Khang Vĩnh Phúc, thôn Khang Ninh Tá, Quỳnh Giang ngày nay, đào tướng quân cho quân vua đi Trấn Hải biên thủy. Nghĩa quân Nguyễn Bật thời Hậu Lê 1628-1727 tiêu diệt tướng Chu Năng, Đô đốc quân Minh đã bùi xác tại đây. Phân tích tình Vĩnh Phúc ghi chép công lao của vua đi đánh giặc đào tướng quân được vua bổ nhiệm là tiêu diệt Quỳnh Côi. Nhưng đảng thần quận mưa trên tàu Vĩnh Phúc mãi về sau, các kiều liên nguyên đều ra tại sát lâm nghĩ nhất tự vị hùng đi chợ hữu linh nữ oanh thợ phù hữu đại vương ngài linh nữ ông phù cùng nhân dân thờ hậu lệ thắng đặc chiếu về trên cầu trang Vĩnh Phúc khu trùng cung miếu cung cấm là nơi lưu giữ sát phong hình trang đức thành hoàng. Một năm chỉ được mở cửa một lần, tại di tích còn lưu giữ 11 tác phong của ngài. Trước đây còn có 7 gian đình và cung ngọc, 6 gian cho 6 giáp và 1 gian cộng đồng. Các cái lễ thế lễ hội chính thì thân vào nhà quả cắt bao la. Cứ mỗi độ xuân về, khi đất trời giang hòa, thiên nhiên tươi tốt, ngàn hoa đua nở, tỏa hương. Đất trời như trẻ lại trong sắc lá non tơ. Dưới ánh nắng tươi hồng của mùa xuân, làm dạo rực lòng người.
lòng người ai cũng háo hức hân hoan chào đón một mùa xuân mới, mừng xuân và mừng thọ các vị cao niên. Mùa xuân sang ta chúc nhau năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về xóa tan bao buồn lo âu. Ta nhấp con trên sương ấm nồng chúc nhau những lời hứa hẹn thắm nồng. Mùa xuân sang ta chúc nhau xin mời ông thắp hương và xin mời ông Bùi Công Hảo vào đọc sớ cho các cụ thắp hương nhà thánh. Tính lão tác thọ, mừng già già để tuổi cho. Mừng thọ là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự tôn trọng của xã hội với người cao tuổi, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà cha mẹ. Lễ mừng thọ đầu năm nhằm tôn vinh khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đem sức lực tinh hoa trí tuệ cống hiến cho xã hội. Mỗi con người sinh ra từ ngàn đời đều mong sao có được ngũ phúc, đó là phú quý thọ khang ninh. Trong ngũ phúc thì chữ thọ đứng ở vị trí chủ. Người Á Đông từ xa xưa đã lưu hành ý đối với ca ngợi tuế hữu tứ thời xuân tại thủ, nhân sinh ngũ phúc thọ vi tiên. Đó là điều mà ai cũng mong là được trường thọ. Từ xa xưa đến ngày nay, mọi người đều chúc nhau sống lâu trăm tuổi hay bách niên giai lão. Vì chữ thọ bao hàm nghĩa rộng là thiên tước, có nghĩa là lộc trời ban. Người ta có quan niệm khá triết lý, những người sống thọ là người nhân hậu, người tâm đức, vì thiên lý tại nhân tâm. Những người sống thọ là hợp với lẽ trời, âm dương điều hòa, sống mà mọi cử chỉ chừng mực, làm gương để mọi người noi theo. Thank you.
một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dỗi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như che đời mình không lớn hơn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh biết là con thương mẹ.
là xuân anh mơ xuân đến với muôn nhà khi sắc xuân tràn hòa mọi nhà cũng vui đón xuân khi sắc xuân tràn hòa mọi nhà cũng vui đón xuân ta mừng xuân nghĩa ta mừng xuân mừng thọ là mừng xuân sức sống đang chào dân sức sống đang chào dân niềm vui sống khỏe sống mãi vui tuổi mới xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống vui xin chúc cho ông bà mạnh khỏe để tuổi cao sống vui các nghi cụ luôn nghĩa hoang tầm dương sinh thể hình vòng bàn thuyền ơi khai cực quyền ấy là cầu long khi xuân về là xuân cho ta thêm tuổi thêm tuổi cho mọi người xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống lâu xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống lâu sắc xuân tràn hòa mọi nhà cũng vui đón xuân khi sắc xuân tràn hòa mọi nhà cũng vui đón xuân ta mừng xuân ý ta mừng xuân mừng thọ là mừng xuân sức sống đang chào dâng sức sống đang chào dâng niềm vui sống khỏe sống mãi vui tuổi mới xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống vui xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống vui ta nghi cụ luôn đi sáng đi tập dưỡng sinh thể hình bóng bàn truyền hơi thái cực quyền ấy là cầu lông khi xuân về là xuân cho ta thêm tuổi cho mọi người xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống lâu xin chúc cho ông bà mạnh khỏe tuổi cao sống lâu. Mây vàng cành đào hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cô cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này
Tết đến đoàn tụ cùng áo đen nét hồng và nụ bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Tranh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiên trong xuân đông phùng về đây xuân vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang xa. Cánh em nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc đẹp xinh đến trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phụng về đây xin vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cô cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người sẽ gặp lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân đang sang. Xinh đến trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, lòng phụng về đây xin vầy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cô cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người sẽ gặp lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mây vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng cô cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sao được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang. Vâng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
già không phải đã già, nhìn lên sân khấu đều là gái xuân. Cho nên là các cụ, chúng ta không sợ gì tuổi già, chúng ta hãy cứ cố gắng tích cực lên lên, sẽ trở thành người trẻ và có phần lên các vị thế giới hôm nay. Để tiếp đến chương trình, tôi xin ra giới thiệu là chính bản thân tôi Đấu Huy sẽ lên khiến cho các vị hai bài thơ về phần sân. Xin các cô lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và các cụ là và những người dân tổng thức của đoàn tiếp tục mất quạt của các ca phụ nữ đội văn nghệ thôn Trên Tàu. Và hôm nay là ngày rất vui, cho nên là các đội đoàn như thôn Khang Minh, thôn Nam Mễ đăng ký cho tôi rất nhiều tiết mục, nhưng mà thời gian nó hơi quá, chỉ có ưu tiên được một người duy nhất là một chàng trai của thôn Nam Mễ, anh Hải sang đây biểu diễn hát một bài Treo với hội trưởng chúng ta. Xin chúc mừng cái điều lớn lên. Tiếp theo chương trình tôi xin trân trọng giới thiệu là chúng ta muốn lên sân khấu để thưởng thức bài hát của thanh niên Thanh Hải của làng đấy. Xin mời. Xin chào và chúc mừng bài Treo, chúc mừng ngày lễ mừng thọ của toàn thể nhà hôm nay. Thank you.
Thank you.
Xin kính mời các vị đại biểu và hội nghị chúng ta an toàn. Trước khi vào làm lễ, chúng tôi xin kính mời cụ thể thôn Thám Hế, cụ kê, thôn kê Thân Linh, cụ nhân, nhân nhân, thôn kê Cầu, cụ nhân, thôn Thám Hế, cụ Tân ở Thân Linh, cụ Hợp ở Kiên Cầu, mời em cùng lên ghế là đầu tiên trong ba giai hành nhân nhất của dân kính là họ rất là văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chính vì thế mỗi mùa xuân về sẽ đến, chúng ta chào mừng một mùa xuân mới. Mọi người chúng ta đều dành một lời chúc mừng sức khỏe, chúc mừng các cụ thêm một tuổi thọ của một mùa xuân mới. Đặc biệt chúc mừng các bậc cao niên là những người cha, người mẹ, người con, người bà, không chỉ là những người có công sinh thành nuôi dạy con cháu, mà đây chính là lớp người cao tuổi đã có công đóng góp để xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, để phát huy tinh thần truyền thống dân tộc, hôm nay trong không khí vui mừng, vui tươi và đầm ấm của những ngày đầu xuân mới, vui xuân có Tết của truyền dân tộc, được sự nhất trí của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành, ban chấp hành hội người cao tuổi cho nhà tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ ở độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95 và 100. Thay mặt các ban chấp hành hội người cao tuổi, chúng tôi xin tuyên bố lễ mừng thọ năm Mậu Tuất đặt bắt đầu. Xin chúc các cụ lời lo toan việc hồn, chăm lo việc nhà, chúc các cụ mãi mãi trẻ không già, gia đình hạnh phúc, cháu con vui mừng. Kính thưa các cụ, kính thưa hội nghị, về dự lễ hôm nay chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc khá nhà cũng như ta về dự lễ cổ vũ nhà đình. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các quả bí thư chi bộ, chính quyền thôn ở ba thôn cùng về dự. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các cụ hội viên được chúc thọ và thân nhân các gia đình cũng đang có mặt về đây các cụ, chúng tôi đề nghị hoan nghênh. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các bà trong ban chấp hành hội người cao tuổi xã, ban chấp hành chi hội người cao tuổi thôn cũng đã về đây các cụ. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Nhất Kiên, chủ tịch hội người cao tuổi thông qua danh sách trúng thọ năm 2015. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ và thân nhân gia đình các cụ được chung dự trúng thọ năm 2015 của xã Thủy An. Trước hết nhân dịp năm mới có thể nói tất cả bộ tốt 2015 thay mặt cho ban chấp hành hội người cao tuổi xã nhà và nhân dân cá nhân, xin trân trọng gửi đến quý đại biểu và 136 cụ chúc thọ mừng thọ năm 2018 lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các vị đại biểu, sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin công bố danh sách chúc thọ mừng thọ của hội người cao tuổi xã nhà nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Bình Cam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do, danh sách người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018. Đề nghị hội đồng chúng ta cho làm lại. Và ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn ông Bùi Văn Hạnh. Tiếp chương trình cho hội người cao tuổi xa nhà tổ chức mừng thọ hôm nay có các đồng chí lãnh đạo địa phương,
đến dự khám phê hiện là ban tổ chức xin dân dạng kính mời ông Bùi Gia Cựu Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch Hội đồng nhân xã lên phát biểu ý xin dân dạng kính mời. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, hôm nay trong không khí tưng bừng phấn khởi của những ngày đầu xuân học tập, niềm vui phấn khởi xã Quỳnh Trang đã hoàn thành 19 tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2017. Ủy ban nhân dân xã nhà một người cao tuổi long trọng tổ chức hội nghị chúc họ mừng họ. Thay mặt lãnh đạo địa phương xin gửi tới các quý vị đại biểu các cô lời chúc sức khỏe hạnh phúc năm mới an khang thịnh vượng. Đảng lý uống nước lấy nguồn, kính lão trọng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đảng và nhà nước đã và đang từng bước có chế độ chính sách quan tâm đến lớp người cao tuổi cả về vật chất lẫn tinh thần. Đối với địa phương xã nhà đã nhiều năm nay, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Ủy ban nhân dân, hội người cao tuổi tổ chức hội nghị trao quà chúc thọ mừng thọ cho các cụ tuổi từ 70 trở lên. Trong không khí vui Tết đón xuân, các cụ được chúc thọ mừng thọ, có lẽ cụ nào cũng vui trong lòng phấn khởi vì cả gần cuộc đời các cụ đã chứng kiến những vất vả lo toan chăm lo xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, cống hiến sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển đổi mới. Hôm nay các cụ đã chứng kiến sự đổi thay của đất nước, các cụ đã được các cấp các ngành ở địa phương và cả xã hội quan tâm. Đối với từng gia đình, các cụ là trụ cột luôn được sự quan tâm chăm sóc của các con các cháu. Các cụ xứng đáng là cây cao bóng cả chỗ dựa tinh thần cho mỗi gia đình và xã hội, chăm sóc phụng dưỡng để luôn thể hiện lòng hiếu thảo động viên ông bà bố mẹ sống khỏe sống vui. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin chúc mừng 136 cụ được chúc thọ mừng thọ đầu xuân 2018. Nhân dịp đầu xuân mới Mậu Tuất 2018, xin gửi tới các quý vị đại biểu, các cụ được chúc thọ mừng thọ cùng toàn thể các cụ cao tuổi trong xã, nhân dân, bà con em xa quê lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, thành công trong công tác. Chúc các cụ trường thọ, mãi mãi là tấm gương tuổi cao gương sáng cho con cháu noi theo. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Huy Lâm, thay mặt cho 136 cụ được chúc thọ năm nay, có đôi lời phát biểu trong thể xin trân trọng những người ông. Xin chào các đồng chí, thay mặt cho đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, hội viên hội người cao tuổi xã nhà, kính thưa các bậc thân nhân gia đình, kính thưa toàn thể nhân dân, trong không khí tưng bừng phấn khởi ấm áp của những ngày đầu xuân năm mới xuân Mậu Tuất năm 2018, hôm nay xã nhà tổ chức lễ mừng thọ cho hội viên người cao tuổi. Đây bước mừng thọ là một nét đẹp văn hóa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đảng chính quyền địa phương của người cao tuổi đối với người cao tuổi xã nhà, sự động viên cổ vũ tinh thần lớn lao đối với các bậc cao niên. Chúng tôi rất phấn khởi, xin chân thành cảm ơn đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, hội người cao tuổi xã nhà
đã tạo điều kiện có ngày hội mừng thọ hôm nay thật là hạnh phúc ấm áp ngày xuân. Thay mặt cho 136 cụ được mừng thọ hôm nay, xin được gửi tới các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Được mừng thọ hôm nay, chúng tôi vô cùng sung sướng, phấn khởi, tự hào, cảm nhận khỏe thêm, khỏe thêm, bỏ thêm. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, tuổi cao, ý càng cao, khó nào cũng vượt, bệnh tật nào. Ban tổ chức xin chân trọng cảm ơn lời phát biểu cảm ơn của ông Ủy viên và nhân dịp năm mới, kính chúc ông và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các vị đại biểu, từng đoàn của các cụ được chúc thọ mừng thọ xuân Mậu Tuất năm 2018. Chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi theo luật định là trách nhiệm của cấp nhà, chính quyền và mặt trận tổ quốc các cấp, là việc làm thấy nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt từ xa xưa. Được sự quan tâm lãnh đạo của địa phương, hôm nay người cao tuổi xã nhà tổ chức chúc thọ mừng thọ cho 136 cụ hội viên. Đến giờ phút này, người tổ chức mừng thọ chúc thọ đã thành công tốt đẹp. Thay mặt các tổ chức, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, xã nhà cùng các ban ngành đoàn thể, cơ quan thông tin văn hóa tăng công tài đã tạo mọi điều kiện để tổ chức mừng thọ thành công tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt các tổ chức xin trân trọng cảm ơn và tuyên bố buổi lễ mừng thọ chúc thọ người cao tuổi xã nhà đến đây kết thúc. Trắng da mồi thương lắm mẹ ơi, lệ mừng vui trong gia quyến, muộn phiền trong con tan biến, chỉ bên mẹ là xuân thắm tươi. Hai chữ pháp danh ơn tổ ân, hạnh phúc nghĩa thầm ân, xuân vầy cánh hì nam xuân đó, ngắm cảnh vui lây đẹp bội phần. Xin chúc cho mẹ vui sống bình yên, phần con báo hiếu là điều trước tiên. Một nụ hoa con dân hiến, mừng mẹ bao la thương mến, nghĩa sinh thành tựa như thái